Đây anh dùng chút dây anh em nhá. Đấy, chúng tôi vừa phun xong bức tường này này. Đây anh vừa làm mốc để gạt anh em. Đây máy phun đặt thằng này anh em nhá. Đấy, máy phun Soro anh em nhá. Đấy. Chân dây cũng của Soro luôn anh em nhá. Đấy. Sotaro, nâng tầm công nghệ xây dựng Việt. Cán theo cái mốc này và chạm là được. Đấy, cán rất nhanh lắm anh em nhá. Đấy. Nghiêng vừa thôi không nó dây nó không chạm vào tường anh ạ. Hơi cho chéo là được. Đấy, vừa rồi rất đều anh ạ. Mặt rất phẳng. Đấy. Đấy, anh chỉ cắn sơn lại em. Đấy, con phải cắn. Này cắn xong dùng máy xoa xoa. Cắn giúp dây bên này nhá. Đây, chuyển ra mảng tường này anh ạ. Đây máy phun vừa phun cả bức tường này em nhé. Đấy. Cả bức tường to của nhà xưởng này luôn đấy. Đây, đó cái cán vừa rồi rất nhiều anh em nhé. Đây này. Đấy. Đấy. Anh em cứ lao mốc theo là dùng thước dây sau là theo cái mốc ấy thôi. Rất tương đối phẳng anh em ạ. Lần tránh cái đinh anh. Rất đều luôn. Đấy. Úi giời, rời rất nhiều luôn. Ok. Sotaro, nâng tầm công nghệ xây dựng Việt.